xã ấy. Thứ năm, ý kiến phát biểu của đại diện đảng viên trong thời đảng. Thứ sáu là đảng viên ý kiến phát biểu của đảng viên đại diện cho thế hệ trẻ. Thứ bảy, ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện. Thứ tám, bế mạc. Và cuối cùng là tham quan công sở mới. Sau đây xin mời quý vị đại biểu cùng các đồng chí chúng ta thưởng thức tiết mục văn nghệ chào mừng. Xin được nhận chào đón quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự lễ kỷ niệm thành lập chi bộ đảng Hà Lĩnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, lời đón đầu tiên cho các đồng chí xin được trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và chào mừng trân trọng nhất. Và sau đây xin được mời quý vị sẽ cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Chương trình được kết nối bởi các nhạc cảnh, ca cảnh, hoàn cảnh và các tác phẩm của các tác giả. Nhạc cảnh hướng nhất tình người, đất mẹ và người với nhau, niềm tin có đảng, quốc tế ca sáng tác đồng minh, lá cờ đảng văn an, 19 tháng 8 xuân mạnh, các đồng chủ tịch văn cao, lời người dân Trần Hoàng, đồng đội Hoàng Liệt, bài ca thứ nhất Võ Văn Di, Hà Lĩnh quê mình văn lương, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, sáng tác Huy Dung, chỉ đạo nội dung và chỉ đạo thực hiện đảng ủy, ủy ban nhân dân Hà Lĩnh với sự tham biểu diễn của tập thể diễn viên không chuyên đến từ hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nhân dân, đoàn thanh niên, tập thể giáo viên học sinh các trường mầm non, tiểu học với sự tham trình diễn của nghệ sĩ Đặng Huy Hoài Thu, ca sĩ An Phương là con em của quê Hà Lĩnh, hiện đang công tác tại các đoàn nghệ thuật trong tỉnh Thanh và công an tỉnh Khánh Hóa. Âm thanh Xuân Anh, Ánh Sáng Bảo Lệ, biên tập và đạo diễn nghệ sĩ Đặng Huy. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Ngàn năm son sắc, ngàn năm vững bền, ngàn năm bất khuất. Đất mẹ, hai tiếng vọng lên mới tự hào làm sao. Đất mẹ, mảnh đất thiêng liêng, miền đất thánh hiền. Có một thời quặn đau, một thời hồi sinh, một thời tỏa mát những chân lý nhân văn, nhân tình vĩnh cửu. Vào non sông, vào cuộc đời còn lắm chông gai, nhưng cũng rất nhiều mặn mòi và dịu ngọt. Khổ đau lắm nên yêu thương nhiều, gian nan nhiều nên rất đỗi vị tha. Non sông gấm vóc, đất nước anh hùng, dân tộc cần lao bốn mùa gió thổi, bốn mùa kiên trung, ngàn năm khao khát yên hàn, ngàn năm ca ngợi tình yêu. Nhưng để cái yên hàn, cái tình yêu nồng nàn tinh khiết ấy được thong dong ngự trị trên mảnh đất này, con người cũng phải biết đứng lên, sẵn sàng lấy cuộc sống, lấy máu xương của mình để chắn che gìn giữ. Thưa
đau nào bằng nỗi đau mất nước? Có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục phải sống trong xiềng xích nô lệ lầm than? Nước mất, nhà tan, cái chung, cái riêng đều trở thành vô nghĩa. Thuở nô lệ, dân ta nước mất, cảnh cơ hàng trời đất tối tăm. Một đời đau suốt trăm năm, chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao. Khi nước mất nhà tan, người dân phải chịu trăm đắng ngàn cay. Cha gục ngã giữa ruộng cày, mẹ đi ở đợ hàng ngày nuôi con. Ruộng đất thì rơi vào thay địa chủ, diêu thì cao, thuế thì nặng chất chồng. Suốt ngày bám đất bám đồng, mà thành đói sách mà không cửa. Mùa xuân năm 1930, trên cơ sở các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, đánh dấu một mốc son chói lọi như ánh đuốc xóa đêm đen tăm tối. 4.000 năm đất nước dệt bài ca, lá cờ Đảng sáng niềm tin tất thắng. Trong đêm đen, ánh sáng cờ Đảng dẫn lối chỉ đường, phá xiềng gông giành độc lập tự do. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Hà Lĩnh, Hà Trung đồng lòng đứng lên. Những tổ chức bí mật nhen nhóm thành ngọn lửa. Thời cơ vận hội lại đỏ, màu đỏ của cờ, màu đỏ của hoa, của máu, của nỗi niềm khát vọng. Trên hết, trước hết là màu đỏ của lịch sử tranh đấu, không cho chúng ta dừng lại. Cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ,
Mặt trận Việt Minh kêu gọi cướp chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập. Thực dân Pháp vẫn âm mưu xâm lược, Nam Bộ kháng chiến, cả nước đứng lên đoàn kết một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, hướng về Việt Bắc, thủ đô của núi ngàn. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hồ Chủ tịch muôn năm! Theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn
dương vào trong ngục tù, tay công nhân của thế giới mới lên. Phù Hồ Chí Minh, để cuộc tan thành hết chương sức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam. Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công. Phù Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người, tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Phù Hồ Chí Minh, để quốc tan tành hết chương sức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam. Phù Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người, tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Phù Hồ Chí Minh, để quốc tan tành hết trước chức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam. Trong tình hình nguy nan, ngày 9 tháng 7 năm 1947, chi bộ Đảng Cộng sản xã Lĩnh Tráng, tiền thân của Đảng bộ hai xã Hà Lĩnh và Hà Sơn, được thành lập gồm 3 đồng chí: Mai Tự Cường, Lưu Chí Thiện, Hoàng Huy Diệu. Đồng chí Mai Tự Cường làm bí thư chi bộ, lấy tên chi bộ là Lê Hồng Phong. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của chi bộ Đảng. Quân và dân Hà Lĩnh thi đua đẩy mạnh sản xuất và đóng góp sức người sức của phục vụ kháng chiến. Hàng trăm người con của quê hương Hà Lĩnh, Hà Trung với những chiếc xe thồ gồng gánh lên đường vượt núi non Tây Bắc, lấy hạt gạo, củ khoai, từ Hà Lĩnh vượt sông Lèn, sông Mã, lên chiến dịch cùng quân dân cả nước, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chi bộ Đảng Hà Lĩnh đã kiên cường bám trụ. Sau 13 năm xây dựng và trưởng thành, ngày 29 tháng 12 năm 1960, từ chi bộ Lê Hồng Phong có 3 đảng viên đã thành lập Đảng bộ xã Hà Lĩnh có tới 68 đảng viên. Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân xã Hà Lĩnh. Hòa bình về, khai hoang phục hóa, làm hậu phương vững chắc cho cách mạng dân chủ ở miền Nam. Xã Lĩnh Tráng được chia làm hai xã Hà Lĩnh và Hà Sơn. Xã Hà Lĩnh có 4 làng: Thanh Xá, Tiên Hòa, Bái Ân và Thọ Lộc. Các hợp tác xã được ra đời, đây là bước tiến quan trọng nhằm xác lập và hoàn thiện sản xuất. Cũng con đường này, mẹ tiên anh con đi đánh Mỹ. Và hôm nay lại đến lượt con. Cứ mỗi lần nghe tiếng gọi quê hương là mỗi dịp gia đình ta có người xa trở. Mẹ tiễn con đi với niềm phấn chấn, mau lên con cho thỏa một đời trai. Từ đói nghèo bao khát vọng tương lai, ta đã thấy quê ta vui mùa hợp tác, đẹp biết mấy cánh đồng xanh bát ngát, mỗi thân cây từng thấm máu cha anh, còn lên đường để giữ mãi màu xanh.
đến ai vững bước lên đường, tiền phương kêu gọi chiến trường sông pha. Hà lĩnh Thanh Hóa quê mình, nhớ lời người dặn đinh ninh trong lòng, đôi ta cùng lập chiến công, hậu phương tiền tuyến một lòng thủy chung. Thank you.